giáp phụ còn cá kiếm hơn giáp chính, như cái cách Porsche bắt chước Hailey Bieber mới thú vị. Vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, hãng siêu xe Porsche đã khiến dân tỉnh phát cuồng khi đăng tải hình ảnh chiếc ốp điện thoại kiêm khay đựng chìa khóa xe. Ngay lập tức đoạn clip đã thu hút lượng tương tác khủng với 13 triệu lượt xem và gần 900.000 lượt thích, gấp 10 lần so với những bài đăng thông thường của hãng. Hailey Bieber lập tức thả tim, nhiều người cũng thúc giục Porsche hãy mau ra mắt sản phẩm này để họ còn kịp mua. Nhưng chỉ một ngày sau đó, hãng đã đính chính, đây thực ra chỉ là sản phẩm vui, hãng tung ra nhân ngày cá tháng 4 mà thôi. Quả đúng là đôi khi,